Xin chào các bạn ạ. Mẹ kiểm tra tiếng Anh cho con đúng không? Kiểm tra nhanh à? Kiểm tra gì? Kiểm tra răng á? Mẹ kiểm tra tiếng Anh chứ. Kiểm tra răng làm gì? Không. Kiểm tra răng à? Đâu xem nào? Hạ răng ở xem nào? Hạ to ra. Ồ, răng chưa mọc hết. Vẫn còn. Rồi, bây giờ chúng mình học bài nhá. Học bài để nộp bài cho cô Tuyết nhá. Nào, bây giờ nhá. Ai cho cô biết con chó là gì? Em giơ tay, đúng rồi. Bạn bốn lên cho cô biết là con chó là con gì? Tiếng Anh là gì nhỉ? Con chó là tót. Đó, đúng rồi. Thế con mèo là gì? Ui, tay bẩn quá. Không nhớ, bẩn gấp. Các con mèo là gì hả bạn Minh Châu? Minh Châu ơi. Con mèo là gì? Két, đúng rồi. Đúng rồi. Thế mẹ hỏi nhá, ai cho cô biết con gà là gì? Ai cho tay? Em ạ. Đúng rồi. Em cho cô là bạn là chú chicken. Đúng rồi. Bạn là chú như nào nhỉ? Chicken. Đúng rồi. Linh đừng có luyện nó đọc sai. Nó đang đọc chiếc cừng đúng rồi. Nào, thế bạn bún lại cho cô biết nhá. Thế con lợn là gì? Con lợn là vịt. Vịt, đúng rồi. Con vịt là gì? Con vịt là đắc. Đắc, đúng rồi. Xem nào mình có con gì nhỉ? Con gì nữa nhỉ? À, mới học mấy con đấy rồi đúng không? Con chó, con mèo, con gà, con vịt, con lợn. Đúng không? Mày học được 5 con đúng không? Thế là bún thuộc hết rồi gì? Thì mày hỏi nhá, pig là gì? Pig là con lợn. Đúng rồi. Con lợn là giống lục. Con lợn giống lục. Đúng rồi. Con lợn giống lục. Thế con lại hỏi con nhá, duck là con gì? Là con lợn. Duck cơ mà. Con tập trung vào đây này. Bún. Duck là con